Em chào các bác nhá, lại em Lâm đây. Lại quay lại cho các bác cái video, quay thêm video hút ẩm cho các bác. Thì hiện tại nhà em đang còn rất nhiều máy, dòng máy hút ẩm, lọc không khí, bù ẩm này. Đấy, rất nhiều luôn. Đấy, hàng dạt vài chục con quay cho các bác luôn. Đấy, thì trước mắt đây là một con tô. Thì con này nó chạy bằng ga 134. Của nó con này chạy ra phòng tầm 2, phòng tầm 20 mét vuông. Thì má của máy của nó đây. Em quay qua cho các bác đây. Má của nó là RAD800DMX. Thì con này nó hút 8 lít một ngày. Đấy, con này thì nó là dòng máy ngon, bổ, rẻ, bền. Đấy, thì con này thì nhà em bán cả đổi nguồn trước này, giá là 1.500.000 đồng, là bao gồm cả đổi nguồn và tặng các bác cái chống cắm nhầm điện. Đấy, mặt tiền đây, mặt tiền thì rất đẹp, không vỡ, không nứt, không bể đâu cả. Đây, thành vách đây. Đấy, thành vách đây, đằng sau đây. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, bên này đây. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đây. Rồi đấy. Đẹp, ngon, bổ, rẻ, chạy bền. Đấy. Con này thì vấy là vấy cơ. Đấy. Mà bằng này. Đấy. Bác nào mà ít điều kiện kinh tế mà muốn dùng cái máy hút ẩm thì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Đấy, có bác thì thích vừa đẹp phải vừa bền. Đấy, có bác thì chỉ thích bền thôi. Em có mấy bác mua hàng nhà em không quan trọng hình thức, cứ miễn nó bền chạy khỏe là được. Đấy. Thì các bác xem qua video này, nếu bác nào ưng chiếc này thì có thể alo cho em. 1.500.000 bao đổi nguồn. Đấy, một cái đổi nguồn trị giá 350.000, chỉ còn 1.150.000. Một cái chống cắm nhầm 70.000 thì chỉ còn 1.080.000 chiếc này. Đấy, bác nào mà mua chiếc này nhà em mà không lấy đổi nguồn, tính các bác đúng 1.1 luôn. Đấy, trừ luôn 400.000 cho các bác. Đấy, bác nào ưng chiếc này thì alo cho em. Đấy, ngon, bổ, rẻ, bền. Đấy, chạy rất là ok luôn. Dòng tô ấy rất êm, êm lắm. Quạt gió chạy rất là êm. Đấy. Đấy. Lốc chạy rồi đấy. Lốc chạy rất êm luôn. Ui, chạy êm lắm bác. Máy là máy công suất nhỏ thì thích hợp để phòng ngủ này. Mấy hai là các bác mùa này nó đang rét thì nó chưa lồm. Lồm nó phải gió đông nó mới lồm. Thì mùa này thì nó có cơn mưa vào buổi đêm. Ở ngoài Bắc thì có cơn mưa vào buổi đêm. Thì ban ngày thì nó không quá nắng, thì quần áo nó không khô mà nó hôi. Thì các bác cứ vất con hút ẩm này vào trong tủ quần áo, các bác yên tâm là nó khô luôn. Đấy, chứ mấy bác mua máy hút ẩm nhà em thì xem ở cái hình ảnh người ta quảng cáo đấy, là người ta đã cắt cái hình ảnh đấy đi. Người ta quảng cáo nó phơi quần áo vào trên cái dây của máy hút ẩm nó đâm lên trên ấy. Tức là nó không phải hình dung như vậy. Như vậy thì các bác có thấy ngày mai nó không khô đâu. Không phải các bác vất ngoài giờ mình cứ thọc con này nó lên là nó khô đâu. Mà các bác phải vất trong tủ quần áo, bác đóng kín tủ lại và các bác bật sấy mới sấy nhá. Đấy. Con này thì rất là đẹp luôn. Đấy, ngon, bổ, rẻ, bền. Đấy, và em vẫn bảo hành cho các bác 1 năm nhá. Vẫn bán giá như vậy là vẫn bảo hành cho các bác nhá. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Rất là rẻ, rất là bình dân. Đấy, máy thì không vỡ dập nứt bẻ đâu cả đâu. Đấy, máy rất là đẹp luôn. Đấy, em xin phép em chào các bác. À, một này có cả ion này. Đấy, có cả ion luôn. Đấy, có cả diệt khuẩn luôn. Đấy, rất là đẹp, giá thì bình dân. Mà em được bảo hành lâu. Thì con này thì em thấy nó bền lắm. Dòng hút ẩm thì nhiều bác cứ bảo là hút ẩm này nó hay chết nỗi cảm biến ẩm. Các bác cứ toàn nghe mấy câu ấy, toàn nói liên thuyên. Các em nói với các bác cái cảm biến ẩm mà nó chết thì làm sao mà nó bật lốc lốc nó chạy được. Thế nên là các bác đừng có nghe người ta thuyết trình nhé. Vì cái cảm biến ẩm ấy nó không phải là, nó không phải là mí mèo đâu. Em thì không có học vấn gì và không có chuyên sâu gì về kỹ thuật. Nhưng thực tế em tháo cái cảm biến ẩm ấy, nó thực tế nó chỉ là hai cái lá đồng. Khi mà hơi nước nó bám nhiều vào cái miếng đồng đấy thì nó chậm mạch vào meo. Thì chậm ẩm nhiều thì nó báo nhiều, ẩm ít thì nó báo ít. Chứ còn không phải thay đâu, các bác đừng có nghe người ta nói. Đấy, bọn em nó vệ sinh làm hết rồi. Đấy, con máy thì rất là rẻ, rất là bền. Hút cho phòng tầm 20-25 mét vuông thì rất hợp lý. Mà con này để phòng ngủ em thấy nó rất êm. Đấy, lốc chạy rồi này. Em dí cái mic vào. Lốc chạy rồi, nóng gian này. Em bắn qua nhiệt độ cho các bác nhìn nhá. Đây, bắn qua nhiệt độ. Bây giờ bắn ngoài trời trước này. Bây giờ đang là 18 độ nhá. Để bắn ngoài trời nhá. Đấy, lên 18 độ là. Bây giờ bắn vào máy này. Tắt máy đi nhá. Bây giờ bắn máy này. Đấy, lên 24 độ này. Đấy. Bắt đầu chạy ấm rồi này. Đấy. Mở lốc. Không nghe tiếng gì luôn. Em dí vào chân lốc. Đây lốc nó nằm ở đây. Em quay máy này em dí chân lốc. Đây camera nhìn cái mic. Đây là mic của em nhá. Đấy em quay. Đấy, có xem video có không nghe tiếng các bảo của em không nghe thấy gì luôn. Cái gạt quạt gió em phải úp tai ở đây mới nghe tiếng gió.
Ui giời ơi, đồ cổ. Nội địa Nhật, con này thì trước năm 2008 thì yên tâm là của Nhật sản xuất rồi. Không có made in China đâu. Thì độ bàn thì các bác yên tâm luôn. Người Nhật người ta làm nhựa chắc lắm. Này. Không, à đây đây cái lắp, đây cái lắp lắp hơi của nó thì vố nó có tiếng ồm ồm. Thì còn đây nó có tiếng giống này thì vố nó ồm ồm đây. Thì còn này, này, chắc chắn lắm. Mà giá lại bình dân. Đấy em báo giá lại các bác nhá. 1.500.000. Bao đổi nguồn cho các bác. Tặng trung tâm làm điện cho các bác. Bảo hành các bác 1 năm. Đấy. Ngon, bổ, rẻ, bền. Đấy. Em xin phép em kết thúc video ở đây nhá. Bác nào lấy thì alo cho em. Đây số điện thoại em luôn, quên vừa ông quay điện thoại em. Đấy. Em dùng hai số đấy, quay lại một lần nữa để các bác nhìn. Đấy, bác nào lấy cứ alo cho em. Đấy, ngon, bổ, rẻ, bền. Đấy, xin phép chào các bác nhá.